mọi người hãy theo anh lưu đi về phía này đi theo hết luôn nhé tức bây giờ anh lưu phải đưa mọi người đến địa điểm này bởi vì ông ấy nói mình không còn ở chỗ đó nữa rồi ông đến chờ ở ngôi nhà này ông ấy nói mọi lần ông sẽ đứng ở chỗ này tôi không biết khi còn sống thì lúc cãi nhau cãi nhau hay làm gì nhau trước đây Không biết phía trước này có hàng rào ở đây hay không Không có Chính vì vậy nó khá kỳ lạ Vì mỗi lần cãi nhau gì đó Ông thích đi ra ngoài rồi đứng ở đây rằng nhiều người đã nghe đến câu chuyện của con đường huyền bí. Con đường mà có những người chết thế mạng, có nghĩa là con đường này có thể trước đó đã có người chết trước rồi và vong hồn không chịu đi đầu thai, cho nên làm cho người đi qua đi lại con đường này chết. Để vong hồn của bản thân được siêu thoát rồi cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hôm nay là câu chuyện của một người khách mời mà người bố của cô ấy đã chết. Từ khi cô ấy 10 tuổi, chết trên một con đường. Con đường ở vùng Savanburi, nhưng mà sau khi chết rồi thì bất ngờ là con đường này Có người đi qua đi lại Rồi tiếp tục chết như vậy Lần lượt, lần lượt đến hơn hai chục người luôn rồi Người dân xung quanh hiểu rằng nếu đi qua con đường này thì phải cẩn thận Là con đường có điều huyền bí và xảy ra chuyện người chết thế mạng Người khách mời hôm nay tin là Bố của mình chính là khởi nguồn của tất cả chuyện này Rồi chính bản thân của cô ấy Tin rằng vong hồn của người bố chắc chắn không siêu thoát và không được thanh thản vì người dân xung quanh họ chửi rồi nguyên rủa rồi họ đồn đại với nhau là con đường này có rất nhiều vấn đề chúng ta sẽ được phỏng vấn con gái ruột của người đã gây ra con đường huyền bí này cô chi su fani kham chi là con gái phải không vâng. bố em tên là gì Bố tên là Mú Bố Mú Bố Mú Bố Mú, còn mẹ Mẹ tên Chiếm. Bố Mú, mẹ Chiếm. Vâng Cùng với Chi Vâng Đúng vậy không? Vâng Vậy thì bố mất khi em bao nhiêu tuổi? Khi 10 tuổi Khi đó bố bao nhiêu tuổi? Bố 37 tuổi Chi này, gia đình em gồm những ai? Có em Em của em, mẹ cùng với bố Bốn người Nói đến bố của em Bố em là người có tính cách như thế nào? Bố là người yêu thương gia đình nhiều lắm. Kiểu như là dù ra sao, bố cũng làm mọi việc vì gia đình, không để ai đến làm điều gì xấu với gia đình mình. Tức là yêu mẹ rất nhiều, làm hết mọi việc. Không để cho mẹ làm mà tự mình làm hết, không muốn để cho người trong gia đình phải vất vả. Hôm nay em hãy giúp kể lại câu chuyện bố của em qua đời như thế nào. Bắt đầu như thế nào? Ngày đó, mẹ cùng bố đã vào phòng ngủ rồi. Rồi lúc này ở bên cạnh nhà là nhà của dì, dì và bác cãi nhau. Cãi nhau nhưng vì nhà sát cạnh nhau mà họ lại to tiếng. Nên bố bực bội rồi cầu nhau là tại sao lại cãi nhau. Tao chuẩn bị đi ngủ mà kiểu như vậy. Một lúc thì mẹ nói bố im lặng đi. Bố cũng im lặng. Sau khi im lặng thì, lúc đầu cũng giống như sẽ không có gì xảy ra. Một lúc sau, người cháu, là con của dì. Qua mượn mẹ 100 bạc. Nên mẹ cũng cho, cho một cách khá dễ dàng. Nên bố nói là, ở người khác thì cho mượn dễ dàng, mà khi tao xin tiền để uống rượu. Chỉ 20 bạc cũng không cho được, đại loại vậy, nên hôm đó, bố nói lẫy kiểu, nếu mà họ tốt quá thì ở cùng họ đi tao đi chết cho xem. Nếu như yêu họ quá, đại loại vậy, em có nghĩ bố sẽ làm? Lúc đầu em cũng không nghĩ bố sẽ làm thật. Ông ấy tuổi thân rồi to tiếng, lúc đó có say không? Có, bởi vì uống từ lúc sáng. Uống từ sáng vì hôm đó là ngày lễ tu hành. Khoảng một lúc thì ông đi vào trong nhà, đi vào đi ra trong nhà đến lần thứ ba thì đi ra ngoài đi lần thứ ba em với mẹ mới nói có lẽ bố đi uống rượu ở nhà khác nên chúng tôi đi xem thường nó sẽ có đèn đường mà ở đây đèn đường không có gần nhà là trang trại nên có mở đèn em và mẹ cùng em gái đứng chỗ có đèn đó ba người để chờ xem ông đã đi ngang qua chưa khi chờ được khoảng một lát thì đi xem ông đi tới đâu thì có đèn xe chạy tới em với mẹ nói lần này có đèn xe đến thì xem bố đi tới đâu rồi. Rồi hình ảnh chúng tôi thấy bố đi, thì không phải là ông đang đi, mà là cơ thể của ông, bị xe tông văng ra rơi xuống chỗ ánh đèn. Giống như các mảnh sọ hay gì đó nó văng tung tóe đầy đường. Bố đi từ đâu đến? Từ trước cổng nhà. Bị xe tông ngay trước cổng nhà luôn. Phía trước nhà. Tông chết trước nhà luôn. Vâng, phía trước nhà, chết ở đó. Xe gì tông? Có lẽ là xe bán tải Nhưng chúng tôi không bắt được Xe không dừng lại Không dừng Không dừng mà bỏ chạy đi luôn Bắt không được Đang lơ ngơ lái thì vấp phải cái gì đó Vâng Có lẽ họ nghĩ là cái gì ở đó thế nhỉ Vâng Là con chó phải không Nên tông luôn Đúng không Vâng Vậy là tử vong ngay tại đó luôn Vâng Chết ngay tại đó Đây là tình trạng của một trong những con đường ở tỉnh Sụ Phan -Buri. Đường ở đây rất ít khi có đèn đường chiếu sáng làm cho xe không quan sát thấy được là bố của cô chi đang ngồi bên đường nên đã lái xe tông vào khiến ông ấy qua đời mà không dám tin là sau cái chết của bố cô chi lại có thêm nhiều cái chết của nhiều người theo sau nữa chi này sau khi bố em qua đời rồi sau đó có tai nạn xảy ra tiếp không ngay tại khu vực đó có người lái xe chết ở một phía khác đi xe máy ấy chết phía trước nhà. Tức là bác ấy lái xe đến rồi. Đến phía trước nhà thì bác ấy, kiểu như không có vệt thắng xe luôn. Bác ấy băng qua tông thẳng vào một cái cây, là cây ở trước nhà. Bác ấy té xuống ở đó, ngày hôm đó, có em, cùng với bạn, hai người. Bạn em thấy xe rơi xuống nên đi xem, đi tìm kiếm khoảng 10 phút. Tìm không thấy, tìm xe không thấy, là có xe tông ở đây, được một lúc thì nói là, vậy thôi không tìm nữa nhé. Một lúc sau thì có mùi xăng nó sọc lên. Mùi xăng sọc lên rồi thì chúng tôi quyết định tìm tiếp. Tìm tiếp thì thấy dấu vết cây bị xe tông. Một lát sau em nói nếu thật sự có người chết ở đây, cầu xin cho tìm được nếu có người ở dưới nước thật, lập tức có đôi giày, là giày cao su nổi lên. Ngay lúc đó, em bắt đầu tìm người giúp. Đội cứu hộ nói không có ai trợ giúp trên con đường này, nên đi chặn một chiếc xe máy, chặn một chiếc xe máy lại, rồi nói anh ơi giúp với, có người bị xe tông ở đây, anh ấy xuống giúp, rồi mấy đứa trẻ đi ngang qua cũng xuống giúp đưa bác ấy lên, bác ấy là người ở phía trước nhà. Rồi đôi khi vợ bác ấy lại đến chửi. Nói kiểu như chắc liên quan tới bố, người mà làm cho chồng họ chết. Từ sự việc sau khi bố em bị xe tông. Tiếp theo là vụ tai nạn xe máy vừa rồi phải không? Vâng, khởi nguồn từ đây. Vâng. Đang lái xe bình thường thì giống như thấy gì đó Vâng Nên lao qua bên đường luôn Vâng Tông thẳng vào nhau Tử vong luôn Vâng, tử vong ngay tại chỗ Vậy theo chi thì điều gì làm em tin sự việc xảy ra không phải là tai nạn bình thường Cơ thể nạn nhân không bị sao cả Giống như khi bố em bị Chỉ bị mỗi phần đầu Sọ giống như bị tách ra Rồi vỡ ra tung tóe hết Nó chỉ bị phần đầu Nên nghĩ thi thể tình trạng giống như bố sau đó thì khu vực đó có ai chết nữa không cũng có nhiều thi thể lắm qua một thời gian ở vị trí bố chết có xe tải đang đậu rồi có người chạy đến chắc đến từ na khon thung lái xe đến tông vào đuôi xe tải đuôi xe của xe chở cột cũng chết ngay lập tức kể lần nặng nhất nặng nhất thì lần nặng nhất sau khi bố mất rồi có người chết thế mạng khiến cho mọi người đồn đại sau đó nữa cũng có trẻ vị thành niên chết kiểu giống như vậy chết giống vậy cũng bị xe tông giống vậy là bên cạnh nhà nhưng họ chưa chết ngay lập tức mà bị xe cán tiếp sau đó không lâu thì có hai chiếc xe bán tải chạy đến mỗi người một làn đường tự nhiên lao qua tông vào xe ngược chiều lần này làm chết bốn người ở địa điểm xảy ra tai nạn nó tối lắm sao tối lắm không có đèn đường trước nhà em. Vâng, nó là đường quốc lộ, mọi người cũng hỏi tại sao đường quốc lộ mà lại có nhiều người chết vậy. Là một con đường thẳng luôn. Không có khúc cong, không có gì cả. Toàn bộ chết trước nhà em. Kiểu như từ phía trước nhà em và xung quanh đó. Ở quanh đó. Vâng, ở quanh đó. Từ khi bố chết đến hiện tại bao nhiêu thi thể rồi? Hơn 10 người, gần 20 người rồi, nhiều lắm rồi, đôi khi xe container đi qua, tự nhiên thì lại ngủ gật, tông vào cột điện. Rồi ở khu vực đó lại có người lái xe qua đang bình thường Thì lao xe xuống lề đường chết Rồi có người đang lái xe thì bị xe khác đến tông đại loại vậy Rất nhiều Sự việc mà Làm cho em cảm thấy bố của mình Là khởi nguồn của người chết thế mạng Hoặc khởi nguồn của việc làm cho người khác chết trên con đường này Nó là gì? Có người đến chửi Kiểu là Nói bố mày làm cho họ chết Thật sao? nên em cũng nghĩ như vậy. Bởi vì, dù sao thì cũng liên tục có người chết ở chỗ mà bố đã chết. Bị chửi mãi đúng không? Bao nhiêu năm rồi? Từ khi bố chết là bao nhiêu năm rồi? 14 năm. 14 năm nói bố mày là nguyên nhân. Em thử kể lại vụ việc nặng nhất xem họ có tụ tập nhau lại để chửi gia đình em hay không? Không, không có. Nhưng mà đi đồn đại với nhau. Rồi kiểu như, cái này kiểu như là, lúc đầu thì kiểu không nói đến tai chúng tôi. Nhưng bây giờ họ đến đứng nói luôn là do bố mày hết đó Làm họ phải chết Là do bố mày Đây là sự nặng lòng của con gái khi có người đến chỉ trích vong hồn người bố rằng Ông là nguồn gốc của những cái chết liên tiếp đó Họ đến chửi như vậy Vâng Em cũng cãi lại là tại sao lại đến đây chửi bố tôi Nhưng trong thâm tâm em nghĩ là Thật sự do bố làm Đau lòng bởi câu nào nhất Do bố mày xấu xa đó nên khiến người khác bị như vậy đó nên em đau lòng vâng theo khía cạnh mình là một người con em cảm thấy ra sao khi dân làng nói vậy trong lòng cũng không thoải mái lắm đâu nhưng một phần cũng tự hỏi tại sao bố lại làm vậy với họ nếu không nghĩ đó là do bố thì cũng không được bởi vì các sự việc đều có liên kết với nhau hết theo quan điểm cá nhân chính bản thân em có tin là việc mà họ chết mà nguyên nhân là đến từ bố của mình là người chết thế mạng. Cũng tin khoảng 80%. Vì tình trạng các thi thể tương tự nhau. Anh xin phép hỏi chút. Sau khi có quá nhiều sự việc xảy ra như vậy thì có lập miếu thời gì ở khu vực đó không? Không có. Không có. Vâng. Không có làm gì luôn. Không có làm gì luôn. Được rồi, chúng tôi đã hiểu toàn bộ câu chuyện của Chi. Hôm nay đến đây muốn chúng tôi giúp gì? Muốn hỏi là bố là nguyên nhân khiến cho người khác chết ở đây thật không kiểu để người khác chết thế mạng có thật không giả sử nhé nếu là thật thì sao và nếu cần phải mời vong hồn bố em đi hay không cho ông ấy ở đó em làm hay không làm để không cho người khác chết nữa sẽ làm bởi vì nó sẽ không còn nghiệp nợ bám lấy bố em có nhớ đến bố không cũng nhớ bố lắm nhưng bố ra đi rồi muốn vong hồn bố được siêu thoát Vậy thì mời anh lưu vào tư vấn nhé. Từ con số ngày tháng năm sinh của khách mời và gia đình, cô sụ Fanny cùng ông sụ thép Cô sụ Fanny này, từ ngày tháng năm sinh, tôi thấy người này là người hay nghĩ nhiều và có chuyện khác sâu trong lòng, là người ăn ngay nói thẳng. Điều mà tôi thấy được là, vẫn chưa có cái gì nhắc đến chuyện mà. Tồi tệ. Nhưng mà quan tâm đến ông sụ thép nhiều hơn, người này con số tổng của ngày và tháng sinh của ông ấy cho thấy có chuyện liên quan đến chuyện cái chết. Trở thành những điều không nhìn thấy được. Có chuyện tuổi thân. Và rồi, số 6 ở biển số xe của họ có cái chết theo sau. Nghĩa là người này chết một cách đột ngột, chết một cách đáng sợ. từ ngày tháng sinh Của những cái tên trong cuốn sổ này Anh Lưu nhìn thấy vấn đề của em trước Em là người Suy nghĩ nhiều Có chuyện Là người nghĩ nhiều Là người căng thẳng Có chuyện khác sâu trong lòng Bản thân em không thể hiện gì nhiều Nhưng tôi thấy của ông sụ thép nhiều hơn Người này Tổng ngày tháng sinh cộng lại là số 7 Điều này có nghĩa trở thành người vô hình Chính vì vậy tôi nghiêng về trường hợp người này không còn sống nữa Tức là ra đi một cách đột ngột Biển số xe 6624 Số 2 của ông ấy ở biển số xe có cái chết theo sau Có nghĩa là sẽ xảy ra chuyện tai nạn Rồi chết một cách đột ngột Trong khi, trong khi đang đọc các con số trong cuốn sổ này thì điều mà tôi thấy Tôi thấy một ai đó là đàn ông với cơ thể hơi mập xíu Màu da thì là màu ngâm ngâm Tương tự giống như em nhưng không biết nó ngâm do vấn đề về da hay là bị ngâm ngâm do tai nạn hay không hình ảnh tôi thấy khá là bẩn còn về phần tóc ông ấy không phải người tóc xoăn mà là thẳng nhưng tóc bù xù giống người vừa ngủ dậy nên mới không chắc là có cái gì xảy ra với người này hay không nhưng biết là chết một cách đột ngột rồi chết chết một cách đáng sợ đó là những gì tôi nhìn thấy đây là điều anh lưu cảm nhận được sau khi chỉ đọc mỗi ngày tháng năm sinh mà thôi tiếp theo anh lưu sẽ giao tiếp thêm với vong hồn của bố muốn thông qua cô con gái là cô chi bằng cách cho cô ấy thắp nhang mời vong hồn của bố muốn và vong hồn sẽ truyền tải lời nhắn gì thông qua anh lưu để gửi đến cô chi hay không cùng theo dõi nhé Bố của em mất khi em còn nhỏ sao? Lúc em 10 tuổi, còn đứa em thì 5 tuổi. Chẳng trách sao không nhìn thấy mối liên hệ với em mà thấy với người phụ nữ khác đang ở đây nhiều hơn. Em đến cùng với ai? Mẹ. Sao anh lưu biết được? Đi với mẹ, em đi cùng. Đi cùng mẹ. Ông ấy ở cùng chị nhiều hơn với con gái thì không có mối liên kết quý khán giả chúng ta chưa nhắc đến mẹ khi phỏng vấn luôn chính anh lưu cũng không biết có người mẹ tôi cũng không nghĩ đến nhưng biết có người mẹ ở đây tôi cũng không nghĩ đến vì mẹ có thể cảm thấy không thuận tiện trong cuộc phỏng vấn đúng không ông ấy liên kết với chị nhiều hơn không phải với người con làm sao anh lưu thấy được là vong hồn nói với anh hay là là như thế này quý khán giả sẽ không thấy để tôi kể cho nghe trong quá trình tôi bắt trọng điểm tôi cố gắng xem ông ấy sẽ dẫn tôi đến đâu nhưng điều dẫn dắt đi thì nó có hình ảnh lưu lại duy nhất là buổi tối ông ấy giống như là tôi không biết ông ấy có lái xe hay không nhưng tình trạng là thấy ông đi ra rồi ông nói là hình ảnh mà tôi thấy lúc ông đi ra ngoài thì có một người phụ nữ đang đứng nhìn ông rồi người phụ nữ đó ông ấy nói đó là người mà ông yêu rất nhiều cãi nhau thường xuyên nó giống như mỗi lần to tiếng với nhau đều chỉ vì muốn chiến thắng, không phải to tiếng vì vì giận dữ hay ghét bỏ nhau, hoặc không thích nhau mà giống như to tiếng vì muốn giành chiến thắng thì đúng hơn, giống như càng căng càng vui ấy. Hay to tiếng, to tiếng rồi cảm thấy giống như nó là chuyện bình thường của của hai người hay không thì tôi không biết nhé, ông ấy cho thấy vậy. Thật không hả mẹ? Đúng, mẹ thích to tiếng với nhau. Đúng, cãi nhau. Đúng, rồi mẹ nghĩ muốn chiến thắng chồng mình không? Đúng. Chồng cũng nghĩ vậy. Đúng, đúng như anh Lưu nói. Đúng. Rồi ông cố gắng đi cho thấy là tôi thấy là nha mẹ. Sau khi xảy ra tai nạn rồi. Mẹ có làm nghi lễ gọi ông ấy về nhà hay không? Bởi vì người này khi giận hờn mẹ, tôi không biết là khi ông ấy giận hờn thì ông thích kiểu mẹ phải nhượng bộ hay không. Mẹ phải là bên, mẹ phải là bên đeo đuổi ông nhiều hơn là ông đeo đuổi mẹ. Vâng. Vậy khi ông qua đời rồi thì mẹ có làm nghi lễ gọi vong hồn ông về nhà không? Gọi sư thầy đến gọi vong hồn. Gọi sư thầy đến gọi vong hồn. Vâng, vậy bản thân mẹ có tự gọi ông về nhà không? Không có. Trong hình ảnh mà tôi thấy thì ông vẫn đang ở vị trí cũ, nhưng ông không có nói mình là người làm cho người khác chết, nhưng ông nói chờ người mà ông yêu đến dẫn ông về nhà. Chờ cho đến tận hôm nay cũng vẫn còn chờ đợi chứng tỏ mời nhà sư đến là thật nhưng bản thân người mẹ không nói bà ấy phải là người dẫn ông về nhà chỗ vong hồn đang ở mà anh lưu thấy là ở đâu tôi không chắc vì hình ảnh mà tôi thấy nó tối nhưng biết là nếu hình ảnh tôi thấy ông không dùng xe có nghĩa cách nhà không bao xa rồi hiện trạng kiểu như là giống như có biển báo gì đó có biển ở gần đó rồi vị trí ông bị tông văng ra cũng sẽ không xa so với chỗ có biển báo là bao nhiêu rồi ông ấy ngồi chờ ở đó ở chỗ gần biển báo biển báo viết gì đó mà tôi không biết nhưng biết chắc chắn ở gần biển báo có biển báo ở chỗ đó có biển báo ở đoạn đó không có biển báo phía sau thi thể bố thì nằm phía trước biển báo là biển báo chỉ đường là biển báo của nông trại biển báo bàn đèn ông ấy vẫn ở chỗ biển báo đó vẫn chưa đi đâu cả chờ đợi mỗi ngày rồi cảm thấy là nếu tôi thấy không sai vị trí đó nếu như nó không xa nhà là bao thì ông sẽ thấy mẹ mỗi ngày rồi ông gọi mẹ mỗi ngày ông ấy muốn về nhà nhưng mà có lẽ mẹ không nhận biết được ông ấy muốn về nhà mẹ từng thấy người bước đi như thế này không ví dụ như ví dụ như khi ông thấy ai lái xe qua hoặc bản thân ông muốn đi khi ông thấy ai đó Ông ấy kiểu đang ngồi Thì sẽ đứng phát dậy Rồi ông ấy kiểu Gọi họ đến đây Gọi như vậy Tôi không biết có giống với hành động của ông hay không Nhưng mỗi lần khi ông đứng ở chỗ này mà thấy mẹ Thì đều đứng dậy ngay để vẫy tay ra hiệu Muốn mẹ thấy là ông đang ở đó Ông ấy có đặc điểm như thế này không? Như vậy luôn Như vậy luôn Như vậy luôn Thấy rồi biết ngay đó chính là chồng mình Vâng Chính là ông ấy bố của em chi và là người chồng của mẹ có phải là nguyên nhân gây ra chuyện chết thế mạng thật không anh lưu không phải thật bởi vì tôi không thấy vong hồn ông ấy hãm hại ai ông ấy chỉ chờ người này gọi ông về đây là tất cả điều anh lưu cảm nhận được ngay trong trường quay là vong hồn ông mú vẫn chờ đợi bà chiếm đi mời vong hồn của ông rời khỏi con đường đó đội ngũ chương trình người thách thức ma cùng anh Lưu đã lên đường đến huyện sông phi nông, tỉnh Sụ Phan Buri, tại địa điểm có biển báo lớn bên cạnh đường mà thi thể của ông Mú bị văng ra rồi qua đời và là địa điểm mà anh Lưu cảm nhận được là vong hồn ông ấy đang ở đây. mọi người hãy theo anh lưu đi về phía này đi theo hết luôn nhé tức bây giờ anh lưu phải đưa mọi người đến địa điểm này bởi vì ông ấy nói mình không còn ở chỗ đó nữa rồi ông đến chờ ở ngôi nhà này ông ấy nói mọi lần ông sẽ đứng ở chỗ này tôi không biết khi còn sống thì lúc cãi nhau cãi nhau hay làm gì nhau trước đây, không biết phía trước này có hàng rào ở đây hay không. Không có. Chính vì vậy nó khá kỳ lạ, vì mỗi lần cãi nhau gì đó, ông thích đi ra ngoài rồi đứng ở đây. Vâng. Đi lại đứng đến đứng đây rồi đi qua đi lại đoạn này. Vì vậy ông nói không còn đứng ở kia mà đến đứng ở đây rồi, vậy là lúc đó quay lại 14 năm trước khi mẹ cãi nhau với ông, ông thích ra đứng ở chỗ này. Vâng. Đúng phải không? Vâng. đây cũng được xem như là niềm vui khi mà vong hồn của ông muốn chấp nhận quay trở về nhà ông để cho vợ và con gái được làm công đức và hồi hướng công đức cho vong hồn xin phép nói chuyện cá nhân với nhau cùng ông một chút nhé ông nói nhiều năm đã trôi qua nên quên hết rồi phải không là ông hay ăn cái gì vâng mẹ không nấu đồ kho cúng cho ông ở đây chỉ chuẩn bị đồ tượng trưng mà không chuẩn bị món ông ấy thích Rồi lại cãi nhau thường xuyên chuyện món ăn Chuẩn bị rồi nhưng mẹ không đưa lên, quên Thích việc kho tàu Vì bố ăn trước khi chết Chuẩn bị cho rồi nhưng mẹ không đưa lên Ông nói ở lâu như vậy rồi mà đến tận bây giờ vẫn Quên Bây giờ cho mẹ cãi nhau như thế nào được đây nói lời tạm biệt lần cuối với ông ấy thôi cảm ơn rất nhiều khi nuôi con cho đến lớn giúp đỡ tìm người đến làm việc có được xe cảm ơn ông rất nhiều nếu không thì khi tôi sống một mình không có khả năng kiếm sống đến mức này được đi siêu thoát đi nhé không cần lo lắng cho con không cần phải lo lắng cho tôi nữa đây là ước nguyện của người vợ muốn nhìn thấy vong hồn của chồng đang luẩn quẩn ở trên con đường tận 14 năm. Được siêu thoát về miền cực lạc. Đội ngũ chương trình cũng xin chúc mừng. Vong hồn của ông muốn không còn phải luẩn quẩn ở trên con đường này thêm nữa. Đối với quý vị khán giả nào đang xem chương trình ngày hôm nay, có bà con họ hàng hay người ở gần mình, nếu mà mất vì bị tai nạn, Ngoài việc mời sư thầy đến tụng kinh ở địa điểm xảy ra tai nạn để mời vong hồn của anh chị em về để được siêu thoát. Điều quan trọng nhất, khi ta đi đến địa điểm này, chúng ta đừng để cho họ cảm thấy lo lắng. Khi đi làm nghi lễ mời gọi nhé, chúng ta phải cho họ cảm thấy là họ sẽ được ra đi một cách thanh thản. Ví dụ như làm nghi lễ tung đồng xu. Mời cơm để dẫn đưa họ quay về nhà. Khi trở về nhà rồi, ta đặt ảnh thờ rồi thì ta thắp nhang khấn là dù điều gì đã xảy ra, mà đã qua rồi thì cầu mong hãy buông bỏ và đi siêu thoát được rồi. Đó là điều chúng ta nên làm.